Vâng, em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác và anh chị một con Panoma sử dụng phím vặn nhé, đời 2017. Một con bếp mặt màu sữa nhé. Mặt bếp đang còn rất đẹp, con bếp này đạt độ mới lên đến 90% nhé. Bác nào còn tầm mạng bếp này thì nhanh tay liên hệ với em nhé. Một sàn thoát khí là bằng inox nha các bác. Bo đánh lửa bằng hợp kim nhôm nguyên thô khối. Em vừa test bếp nên là cái bo lửa đang nóng nên em không cầm ra được cho các bác và anh chị thấy được. Các bác và anh chị quan sát mặt bếp nhé. Mặt bếp không một vết xước nào. Tình trạng bếp như thế nào là em sẽ báo để cho các bác và anh chị biết được là tình trạng bếp như thế nào nhé. Thành vách này rất đẹp nhé. Và bây giờ em sẽ test lửa để cho các bác thấy được ngọn lửa đẹp của dòng bếp Nhật nhé. Em mà test trong kho thì ngọn lửa sẽ bị lóa do ánh đèn trong kho nhà em rất nhiều. Nên các bác có cảm thấy ngọn lửa rất nhỏ nhưng mà thực tế là không nhỏ đâu nhé. Ngọn lửa rất xanh, ngọn lửa xanh này là tiết kiệm ga đến 25-30% so với bếp ga bình thường. Ngọn lửa xanh là đã đốt triệt để được cái lượng ga tiết ra để nấu, cho nên là không bao giờ cả nhà lo là ga bị rò rỉ ra xung quanh môi trường sống của gia đình mình này. Và lửa xanh này là nấu không bao giờ bị nhọ nồi đâu nhé. Và trước mặt màn hình cả nhà, bên bếp tay phải em test tính năng chống cháy nồi, tức là cạn nước bếp sẽ tự động tắt khóa ga để cho các bác thấy được cái cảm biến đáy nồi của con bếp này đang còn rất nhạy bén nhé. Và quay sang bếp bên tay phải, tay trái em là em test tính năng không may đang nấu là bếp mất ngọn lửa đi thì lúc này là nó cũng đồng thời khóa ga luôn nhé. Tính năng này là mất tầm 10 đến 15 giây là bếp sẽ khóa ga nhé. Các bác đợi chờ với em thêm 15 giây nữa, em sẽ test lửa để cho các bác thấy được là bếp có khóa ga giống như lời em giới thiệu để bán bếp không nhé. Và bà em sẽ đưa tiếp ra thành vách nằm mặt đằng trước này và thành vách xung quanh ở bên tay phải em để cho các bác theo dõi này. Con bếp này là tháng 3 năm 2017 nhé. Mặt bếp màu sữa, mặt men, chất lượng men. Khay nướng và vị nướng bằng chất lượng inox. Bếp đã có tín hiệu khóa ga rồi, đây là tín hiệu khóa ga. Các bác quan sát khi mùa bếp nhận bếp nấu là sẽ biết được đèn nhấp nháy ở đây này là sẽ báo là đã khóa ga nhé. Và bây giờ em sẽ test bếp cho các bác thấy này. Các bác hoàn toàn các bác thấy hoàn toàn khóa ga đúng không ạ? Một con bếp rất là an toàn, sử dụng chức năng hai bếp nấu và một bếp nướng. Khay nướng và vị nướng bằng chất liệu inox này đang còn rất sáng bóng nhé. Bên em vệ sinh sạch sẽ rồi. Cả trước lò nướng thì bao giờ bên Nhật họ cũng thiết kế một lớp kính chịu nhiệt rất tốt để cho khi chúng ta nướng đồ ăn có thể quan sát được tốc độ thức ăn nướng bên trong là đã như thế nào nhé. Và bếp bên tay phải em test tính năng cạn nước này, bếp sẽ tự động tắt khóa ga này. Có cái tính năng này thì khi cả nhà ta kho cá kho thịt là không bao giờ lo bị cháy nồi đâu nhé. Có cái tim cảm biến nhiệt độ đáy nồi này thì là trong xuyên suốt quá trình nấu là nó sẽ đo nhiệt độ ở đáy nồi. Khi nhiệt độ đáy nồi ở ngưỡng cửa từ 250 độ C hay còn gọi là cái đáy nồi nóng bất thường lên thì lúc này cái tim cảm biến đáy nồi này nó sẽ báo về IC của bếp và tự động tắt lửa và khóa ga luôn nhé. Hoàn toàn khóa ga đúng không ạ? Một con bếp cực an toàn và tiết kiệm là như thế này thì các bác nên trải nghiệm để thấy được sự an toàn tuyệt vời của dòng bếp Nhật nhé. Khoang nướng một tầng nữa này, khoang nướng rất rộng, chất liệu tôn zin của Nhật rồi. Tất cả tiêu chuẩn nướng của Nhật thì rất an toàn rồi. Nên khi các bác mua bếp sử dụng về cái tiêu chuẩn của Nhật thì họ đề cao về sức khỏe rất là hàng đầu. Nên là người Nhật họ dùng được thì người Việt Nam ta cũng dùng được nhé. Tất cả con bếp là về tính năng hoạt động của bếp và chức năng của bếp thì em vừa test cho các bác thấy rồi. Bác nào yêu thích mã bếp này thì nhanh tay liên hệ với em theo số điện thoại em chạy suốt video nhé. Để mua được những chiếc bếp an toàn, mua được sự an toàn, mua được tiết kiệm thì tức là mua được kinh tế cho gia đình mình rồi. Nên các bác đừng băn khoăn nhiều, hãy trải nghiệm dòng bếp Nhật nhé. Để cảm nhận được điều đó giống như lời em giới thiệu để bán bếp không nhé. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến video của em. Trước khi rời kênh em xin các bác một nút đăng ký kênh. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một nút đăng ký kênh nhé.